Hello, xin thân chào quý vị, các bạn và các anh chị em, các cháu thân mến. Đến hẹn này lên thì hôm nay là mình muốn quay một cái clip về nhà của mình ở ở Đức, bởi vì trong có một cái video là có cháu là bảo là muốn cô quay nhà cửa của cô ở bên Đức, hoặc là cô đi đâu cô quay để biết được cái cuộc sống của cô. Thì hôm nay là mình sẽ quay một cái clip để là về nhà ở của bên Đức như thế nào để cho các bạn biết. Thì trước khi quay ấy là mình ơi à ừ trước khi quay ấy là cháu nó đang nói thì cháu nó nhiễu. Trước khi quay thì mình có đôi lời muốn gửi tới các quý vị, các bạn và các anh, các chị, các cháu thân mến, là trong cái thời gian vừa qua ấy, là các anh, các chị, các cháu đã ủng hộ mình rất rất là nhiều, mình rất rất là cảm ơn. Thì, từ đó là cái kênh của mình nó cũng có phát triển khá lên. Thì cảm ơn tất cả các anh, các chị, các cháu, các em, các cháu đã thời gian qua đã ủng hộ, thì cảm ơn rất rất là nhiều. Đây 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 là một cái iPad mà mình đang tương tác với mọi người. Thì đây là một cái phòng ngủ của cháu, và trên này là một cái bàn thờ cháu nó thờ Quan Âm Bồ Tát. Thế đây đây là một cái phòng khách này, phòng khách của cháu. Đấy, cái đồng hồ treo để biết. Thế còn đây là cái cửa sổ, và đây là một cái lò sưởi này, và đây là phòng khách. Cái lò sưởi ở bên này, bên Đức này chỉ có ra đường mới lạnh thôi, còn mùa đông ở trong nhà nó có lò sưởi ấm ấm lắm, có thể mặc áo ba lỗ cũng được. Ừ, bà biết rồi. Thế còn đây ấy, là trên cái cửa sổ mình để một một hàng cây phong lan, rồi mấy cái thứ cây vớ vẩn này. Còn bên ngoài này là một cái ban công này nhé các bạn, bên ngoài này là cái ban công này. Đây ban công này là cái cây, đây là mình trồng cây cây hoa nhài này, rồi cây tía tô này. Đấy, đây là mấy cây chanh, đây là một cái thuốc nó cần cần ta cần Việt Nam. Đây là mấy cây chanh, kia là thuốc lá lốt. Đấy đấy là đây một cái ban công nhỏ nhỏ thế này thôi. Con đi vào, đây là nhà của vợ chồng con gái mình. Thế nhưng mà hôm nay mình dạo này mình đang ở, mình trông con gái mình, thì mình quay. Thì nói chung là cái nhà của Đức này này là cái cách nhà người ta bố trí là nó cũng la lá nhau hết, nó giống nhau hết, không nó giống nhau hết chứ không phải là la lá. Bởi vì là nó chỉ có to với nhỏ. Ví dụ mình ở một mình thì mình thuê với nhỏ độ 50 mét vuông, còn con mình đây nó ở thì nó tận 6 người thì nó thuê 4 phòng là đi là gần 100 mét vuông cái này của nó. Chứ còn bên này này có cái phòng ngủ. Cái phòng ngủ này thì hiện tại bây giờ là có mấy thợ làm thuê cho con mình, thì nó ở đây. Nhưng còn bình thường cái là cái phòng này là phòng phòng của trẻ con, và hai chị em nó lớn rồi. Đây là cái dàn quần áo này. Đấy. Đấy, các chú bày biện này. Đây là đồ đạc của các chú. Con đi ra, con không ngồi vừa ấy của các chú ấy. Đấy thì đấy là cái một cái phòng của trẻ con. Nhưng mà bây giờ thì hai chị em nó vẫn đang ngủ chung với nhau. Đây là một cái lối đi vào này. Đây đây là một cái phòng của hai cháu gái thì nó ngủ giường tầng đây. Nhưng mà các bạn nhìn cái giường tầng này, đây là hai cháu gái, bây giờ các cháu đang đi học. Cái phòng này của chúng nó, cái nhà này hơi hơi cái phòng này của các cháu hơi chật. Đây là đấy đấy bàn học của cháu này, bàn học của cháu đây. Cái còn đấy tủ quần áo này, tủ quần áo của cháu này, tủ quần áo của cháu. Đây cũng là một cái lò sưởi, phòng nào cũng có lò sưởi. Cửa sổ, đây là cửa sổ. Đây nhìn ra ngoài đường kia, đấy, đấy cửa sổ. Đây này đồ chơi các cháu, chúng nó bày biện lắm, nó bày lắm. Còn cái nền nhà của nó thì nó cũng như nhau thôi. Đấy cái nền nhà đây, cái dưới dưới nền đấy, dưới nền rất là đẹp. Cũng có người ta giải thảm, nhưng mà đây con mình nó không giải thảm. Đây là cái lối đi ra
Nối đi ra ra ngoài đây, Ừ. đây nối đi ra ngoài và ở ngoài đi vào trong cái là từ ở ngoài ấy, cửa đây là cái ngoài cửa đây là ngoài cửa thì cái ngoài cửa này là cửa này đi vào ấy, là đi vào thì là nhà đông người cái volume cái volume to thuê to ấy, thì là nó phải cần hai toilet đấy. Đây là một cái toilet nhỏ này, đây một cái toilet nhỏ là không không có ấy, không có nhà tắm mà chỉ có toilet thôi. Toilet thôi không đấy, đi vào đây thì đây là một cái phòng bếp này, cái phòng bếp tủ lạnh của cháu đây. Đấy, tủ lạnh của cháu đây là cái phòng bếp. Phòng bếp thì cái nền của nó là cái gạch gạch đen đây, bếp của cháu đây. Đây là một cái hàng tủ treo ở trên này. Cái phòng bếp nó cũng có cái lò sưởi kia. Đại Yên nhé, con đừng nói để bà vào quay không vậy em, nó em nó dậy nhé. Đây là một cái phòng ngủ, đây là một cái phòng ngủ của vợ chồng con gái mình. Đây, cái giường to, cái con cháu nhỏ nó đang nằm ngủ kia. Đây là cái phòng ngủ của vợ chồng con gái mình. Đây này, nhà với trẻ con nên đồ đạc nó bày biện kinh lắm. Đấy. Đây, tủ quần áo đây, cái giường đi ra, giường của cháu đây, cái giường nhỏ của cháu nhỉ. Đây là cái tủ to của vợ chồng nó, đây là tủ quần áo của hai anh em nó. Đi ra con, đi ra không con, đi ra với em dậy con. Rồi thế đây là một cái, đây là một cái toilet nhỏ, à cái toilet to đấy các bạn. Đây là cái toilet to thì đây là cái bếp, à cái máy giặt này. Đây là một cái toilet to thì ở đây là nhà đây nó lại không có cái bồn tắm nằm mà nó có cái nó gọi là duser thôi, tắm đứng, duser tắm đứng đây các bạn. Đấy, đây là cái duser tắm đứng. Nó hơi bừa bãi các bạn, nhà có trẻ con các bạn thông cảm. Đấy, cái này là thực tế không có vấn đề gì cả. Đấy, cái nền nhà tắm với nền bếp thì người ta lát gạch đen. Thế còn bên ngoài phòng là cái lối đi này, và trong phòng là người ta nó gọi là hình là laminate chứ chỉ phải. Đấy. Trong trong cái nhà tắm ấy là nó cũng có một cái lò sưởi nhỏ đấy các bạn này, cái lò sưởi nhỏ đây, nhưng mà nói chung là trong này nó kín lắm, cũng nhiều khi cũng không cần đâu, cái lò sưởi nó nóng lắm, ấm lắm. Đấy thì cái nhà ở bên Đức này nó gọi là nhà khép kín các bạn ạ, nó kín lắm. Vừa rồi con em mình nó sang chơi với con đó, nó kêu nó nhức đầu, nó buồn nôn, nó khó chịu giống như người ốm ấy. Bởi vì là nó ở Việt Nam ấy thì là nhà cửa nó thông thoáng, nó không có khép kín như ở đây, nên là đây nhà cửa nó khép kín lắm, cho nên là nó kêu đau đầu mỏi mệt. Đấy, đấy là một cái lối, đây là cái lối đi ra đi vào của đi vào các phòng này. Đây, cái lối đi vào các phòng, cái lối đi vào các phòng và đi vào toilet, đi vào bếp. À thế còn đây là mình quay ở bên ngoài cho các bạn xem nữa. Đây là bên ngoài này nữa. Này không đi ra lạnh con, đi ra ngoài lạnh đấy. Đây ở bên ngoài này đi vào ấy là đây này. Những cái chỗ khác ấy thì là nó chỉ có một lối đi lên luôn thôi, nhưng mà đây ấy thì là mưa thì nó có một cái đường vào này nữa, thì là con đứng đấy, là tất cả cái đường vào đây. Đây là cửa vào nhà khác này. Đấy, cửa vào nhà khác rồi là kia đấy. Đấy, đi vào là một cái lối này, đi vào thì là nhà của cháu đây. Thì đây là mình quay đây là quay nhà của cháu, nhưng mà nói chung là cái kiểu nhà bên Đức này là nó bố trí giống nhau, nó chỉ có to với nhỏ thôi các bạn ạ.
thì bởi vì có một cháu nó bảo là muốn biết nhà của cô, muốn biết nhà của cô và cô đi đâu với cô quay để muốn biết xem là nó như thế nào, nó khác như thế nào, thì hôm nay mình quay đấy. Thì cái video này cũng chỉ gọi là quay vô nung thôi chứ cũng không có cái gì khác cả, thì mình xin dừng tại đây nhé. Cảm ơn các anh, các chị, các em, các cháu đã quan tâm theo dõi, và nếu có hứng thú thích xem thì xem hết video và chia sẻ cho nhiều người được biết, và nhớ nhấn chuông bên phải. Xin cảm ơn, chào tạm biệt các bạn, các anh, các chị, các cháu nhé. Chào tạm biệt, cảm ơn, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lần sau.